Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và lúc này thì Sài Gòn là 22:40 anh chị ơi. Bây giờ này thì bà con của mình bắt đầu bên trong đông lắm anh chị. Bên trong thì đang làm check in để ra bên đây anh chị. Bên trong rất là đông ha. Cho nên là chúng ta đứng đây sẽ có một cái khung hình rất là đẹp. Đẹp bởi vì là bà con, cô bác, người thân, anh chị đang đứng đây mong sẽ gặp được người thân của mình, kiều bà, người thân của mình từ phương xa trở về. Hai mươi hai giờ hai mươi có bốn chuyến luôn anh chị. 22:10 có 2 chuyến. 22 giờ nói chung là tầm phải nói tầm từ khoảng là 12 giờ đến 1 giờ anh chị. 12 giờ đến 1 giờ cũng có rất là nhiều chuyến luôn anh chị. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào đây để coi cảnh mà bà con đang đứng đợi người thân của mình nha. Ok, mình cùng ra phía chính giữa đứng anh chị. Ra chính giữa đứng nha. Đứng này xíu đây. Nhìn rất là thương nha anh chị. Nhìn những có những cái bác lớn tuổi, rất là lớn tuổi, đứng khòm cái lưng anh chị. Đứng khòm lưng luôn, cong cái lưng luôn, đứng để mà đợi ngóng chờ con của mình, người thân của mình từ phương xa trở về anh chị. Đúng là gần Tết là khi mà nhìn những hình ảnh đó rất là xúc động luôn á. Ok, mình cùng đung xuống phía dưới đây nữa anh chị. Vô đây thì không chen chân được vào đây rồi. Hết chen chân được vào đây rồi anh chị nha. Chính giữa bây giờ quá đông anh chị. Chính giữa bây giờ quá đông luôn. Mình phải ra đây mình đứng thôi mới có thể có cơ hội nhìn thấy được. Nãy nãy đâu phải nói tiếng Anh đâu.
Sao chém nó hạ đồ nặng cái đường số 8 ở phía chính á, nó cũng đơn giản chứ. Con mặt có đen mới buồn.
này cậu số mấy mặt chúng ta là một đoàn tiếp viên, không biết còn hãng nào đây. À không phải, đây là nhân viên anh chị. Đây là nhân viên, còn không phải là tiếp viên. Bên ngoài muốn vào được bên trong anh chị, muốn vào được bên trong cái khu mà lấy hành lý, cái khu mà làm thủ tục nhập cảnh đó anh chị, thì phải quen biết với lại là an ninh trật tự thì mới được anh chị nha. Khi mà quen biết như vậy thì mới nhờ được, và bên an ninh trật tự mới dẫn vào trong được anh chị. Đó là chuyện thường tình thôi ha, lúc nào quen biết thì cũng dễ dàng hơn thôi. Đây chắc là một cái đoàn du lịch, họ đi du lịch theo đoàn rồi.
Ok, em sẽ tạm dừng video tại đây để sạc pin xíu anh chị ơi. Và chút nữa sẽ mời anh chị xem video tiếp theo sau nha. Rồi, xin chào và tạm biệt.